chị ngày mới ăn lành ạ. Rất vui gặp lại cô chú anh chị trên kênh Nắm Mát Miền Tây. Cô chú anh chị, hôm nay chúng ta đi qua Long Xuyên nha. Mình đi qua các hàm mương ranh này để mình đến được Long Xuyên, Châu Thành, hoặc là mình đi Châu Đốc nha cô chú anh chị. Và đây là phía trước đường để mình rẽ vào bên trong phà nha. Phía bên đây là chúng ta đang ở đây là xã Nhơn Mỹ. Bây giờ mình đi chạy xuống phà nha cô chú anh chị. Đường này thì mình sẽ xuống phà nè. Dạ, mình xuống phà để rồi mình đi qua Long Xuyên nha. Xin mời cô chú anh chị em mình cùng đi vào trong bến phà nha. Để rồi mình mua vé xuống phà nè, rồi mình đi về Long Xuyên ha. Đây là phà lớn cô chú anh chị, mình cũng chở được những xe tải, xe du lịch nha. Đây mình ghé, mình mua vé ở đây ha. Bán một vé. Cảm ơn. Rồi mình mua được vé rồi, mỗi một vé như vậy đi xuống với phà một vé. Và xe luôn và người luôn là 6k nha cả nhà ơi. Bình Hòa cũng rất đông cả nhà, cho nên là phà cũng có đông bạn ha, các bạn đi làm việc nha. We'll be right back.
giờ dòng sông quê hương cũng vẫn đẹp hơn. Nói về tỉnh An Giang mình thì có sông Hậu và sông Tiền chảy qua, cho nên là có khá nhiều bến phà cũng như là khá nhiều bến đò ngang để đưa bà con mình thuận tiện mỗi địa danh để chúng ta chọn lựa để đến gần hơn và tiện hơn. Cũng nhờ có những chuyến phà này mà nối liền giữa hai bờ để cho bà con mình cũng tiện về đi công việc buôn bán cũng như là đi làm việc khi sang sông ạ. Đẹp này và những hình ảnh trung thực thực tế này chúng cũng muốn ghi hình để chia sẻ đến bà con mình gần xa để xem thấy quê hương của chúng ta ở trên mỗi dòng sông đều có những chuyến phà, những chuyến đò ngang rất là dễ thương. Khung cảnh buổi bình minh sáng sớm nè rất là đẹp cả nhà ha. Xa kia thì có đàn chim đang bay lượn nè, rời tổ đi tìm mồi, rất đẹp cả nhà ơi. Qua bên kia thôi thì chúng ta đã đến được huyện Châu Thành, cũng thuộc tỉnh An Giang. Qua được bờ bên kia thì mình nếu mình rẽ trái thì mình sẽ đi về thành phố Long Xuyên. Còn nếu như mình rẽ phải thì mình đi về Châu Đốc cũng như là mình sẽ đi được vào huyện Chi Tôn nha.
dễ đi. Đường lộ lớn rồi nè. Nếu mình rẽ phải mình rẽ trái mình về Long Xuyên nè. Còn nếu mình rẽ phải thì mình sẽ đi về Châu Đốc, đi Thiên Tôn. Dạ. Đây ạ. Hướng này là chúng ta đi về Châu Đốc và đi về Thiên Tôn nha. Còn hướng này thì mình sẽ đi về Long Xuyên nè cô chú anh chị ơi. Dạ. Cô chú anh chị ơi, hồi nãy thì lúc mà sáng sớm đó thì là mình cũng đi công việc, mình đi qua được Long Xuyên này thì mình đi phà Mương Ranh. Còn bây giờ thì mình đi công việc xong rồi cả nhà ơi, bây giờ mình trở về mình cũng đi một trên chiếc phà Mương Ranh này nha cả nhà. Còn đây là phía trước này, phía trước ngoài đường nè, phía màn hình mình đó là hướng mình đi về Châu Đốc Tri Tôn nha cô chú anh chị. Mình đi chút xíu nữa là đến ngã ba Lộ Tẻ rồi nha, là mình sẽ phải đi về Châu Đốc nha. Còn bây giờ thì chúng ta rẽ này đi vào trong bến phà Mương Ranh nha cô chú anh chị. Đây con đường này chúng ta đi vào nha. Từ ở ngoài đường lộ lớn mình chạy vào bến phà cũng không xa đâu cả nhà, mà đường rất là dễ đi nha. Hôm nay thì chúng ta, ngày hôm nay chúng ta có một cái trải nghiệm trên chuyến phà Mương Ranh, chuyến đi và chuyến về.
bờ của xã Nhân Mỹ rồi. Dạ. Chúng ta lên được phà phía đây là bên bờ bên đây là xã Nhân Mỹ rồi nha cô chú anh chị ơi. Mình đi ra ngoài đầu đường thì mình đi về chợ mới được nha. Mình đi về chợ mới cũng như là mình đi đi về Phú Tân, đi về chợ mới hay là mình đi thôi bây giờ đơn giản thì bây giờ là mình ra tới đường bộ rồi nè. Mình rẽ tay trái nè, mình sẽ đi về chợ mới nha. Nhưng thôi đến đây thôi thì cũng xin tạm dừng video của mình ở đây. Chúng ta vừa có trải nghiệm trên chuyến phà Mương Ranh, một chuyến đi và chuyến về. Dạ thôi đến đây cũng xin tạm dừng video của mình nha. Rất cảm ơn cả nhà đã luôn yêu mến, đồng hành và ủng hộ kênh Ấm Áp Miền Tây vừa qua. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại cô chú anh chị em mình vào những clip sau. Xin chúc tất cả bà con mình thượng lộ bình an, vạn sự lành. Xin chào tạm biệt, bye bye. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hãy chia sẻ và đăng ký kênh để theo dõi video mới nhé.